đánh nhanh thắng gọn, thần đồng một thủa Hoàng Anh Gia Lai nổ súng hạ đậm đà bại tướng của Thái Lan. Quốc Việt chính là chân sút có được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên cho U20 Việt Nam, cũng là cầu thủ thực hiện thành công quả phạt đền đưa đội nhà đến chiến thắng dễ dàng. Phút thứ 7 của trận đấu, cơ hội đầu tiên được mở ra cho U20 Việt Nam với đường chọc khe đầy tinh tế của Xuân Tiến sau khi cướp được bóng từ chân đối phương. Bóng đi đúng vào đà băng xuống của Quốc Việt, song cú dứt điểm của tiền đạo này không lọt qua được tay thủ thành U20 Hồng Kông, Trung Quốc. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam ở trận đấu này 4 ngày trước đã có cuộc chạm trán với U20 Thái Lan. Và ở trận đấu đó, họ đã để thua với tỷ số 0-2. Trong khi đó, Quốc Việt từng là chân sút trẻ xuất sắc. Thần đồng một thủa của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal Zimmerg được bầu Đức đặt nhiều sự kỳ vọng kế tục sự xuất sắc của lứa cầu thủ công phượng. Xuân Trường song rốt cuộc chân sút người Hải Phòng này theo thầy Zoom Graechen về đầu quân cho Học viện Nutifood Zimmerg và đang thi đấu cực kỳ thăng hoa. Với thế trận áp đảo này ở những phút đầu tiên của trận đấu, Quốc Việt cùng các đồng đội liên tục tung ra những pha hãm thành nguy hiểm với U20 Hồng Kông, Trung Quốc. Liên tiếp những cú ra chân của Văn Khang, Thanh Nhàn, Xuân Tiến khiến khung thành đối phương chao đảo. Trong đó nguy hiểm nhất là cú sút phạt bật cột dọc của Khuất Văn Khang ngay ở phút thứ 9, ngay sau pha ra chân của Quốc Việt. Rốt cuộc, điều gì phải tới rồi cũng tới. Phút 25, sau đường truyền của Anh Tú, Xuân Tiến thực hiện cú sút quyết đoán trong vùng cấm. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn U20 Hồng Kông cơ hội cản phá. Chỉ sau đó có 6 phút, đến lượt Thanh Nhàn và Văn Khang có pha phối hợp đẹp mắt để rồi đường truyền vào trong của Khuất Văn Khang tìm đến đúng tay hậu vệ đối phương, đem về quả phạt đền để Quốc Việt bước lên dễ dàng hạ gục thủ thành Bóng Chày Úc Hay. Hạ gục nhanh đối thủ dễ sơi, các cầu thủ Việt Nam dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng chỉ trong vòng có 6 phút đầu hiệp 2. Phút 52, Bảo Long có tình huống xuống biên rồi trả ngược về tuyến 2 để Xuân Tiến tung cú sút ngoài vùng cấm, hạ gục thủ môn U20 Hồng Kông, Trung Quốc. Phút 58, Thanh Nhàn Văn Khang có pha phối hợp ăn ý và kết thúc bằng cú dứt điểm chéo góc của đội trưởng U20 Việt Nam. Thủ môn đối phương đổ người khá nhanh nhưng không thể cản phá. Đi kèm với 2 bàn thắng giúp nhân đôi cách biệt có được ở hiệp đấu đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng bỏ lỡ khá. Cơ hội ngon ăn trước khi đối thủ có được bàn gỡ ở phút 68 trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm đội nhà của Khuất Văn Khang. Thủ thành Huy Hoàng đã cản phá được pha sút 11m của Elison Tờ Sang, song bất lực trước cú đá bồi sau đó của chính cầu thủ này. Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 4 phút và chỉ ít giây trước, khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Đức Anh có pha bật cao sát không thành đối phương. Nhận cú đánh đầu chuyền bóng vào trong của đồng đội để đánh đầu tung lưới U20 Hồng Kông, Trung Quốc, ấn định tỷ số đậm đà 5-1. Cắn chặt đậm đà và dễ dàng trước U20 Hồng Kông, Trung Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có được khởi đầu cực kỳ thuận lợi để chuẩn bị cho trận đấu được đánh giá là sẽ dễ dàng chẳng kém. Trước U20 Timor Leste trước, khi bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với đại kình địch U20 Indonesia. Tỷ số U20 Việt Nam 5-1 U20 Hồng Kông, Trung Quốc. Đội hình thi đấu: U20 Việt Nam, Đoàn Huy Hoàng, Hồ Văn Cường, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Anh Tú, Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt. U20 Hồng Kông, Trung Quốc, Bóng Chày Úc Hay, Xavier Trang, George Tong, Elison Tờ Sang, Ma Hay Quai, Tang In Chim, Adrio Chan, Jim Cai Chè Úc, Jeremiah Tờ Sang, Osman Trichan, Lo Chè Úc Hay. Ghi bàn: U20 Việt Nam, Xuân Tiến, 25, phút thứ 52, Quốc Việt, 31 Ben, Văn Khang, phút thứ 58, Đức Anh, phút thứ 90+4, U20 Hồng Kông, Trung Quốc, Elison Tờ Sang, phút thứ 68.